Rồi, ok. Cái việc đầu tiên nhất chúng ta sẽ xem. Anh em nhìn thấy không? Mình đã qua bay qua tới 3023. Cái check thứ hai là anh em có thể bấm vào cái chỗ quả cầu. Anh em sẽ thấy chúng ta sẽ nằm ở Kingdom nào? Kingdom 3023 nha. 3023 đã ra cách đây 7 phút 51 giây nha anh em. Ok, cuối cùng thì chúng ta cũng đã đợi được Kingdom này ra. Lúc 12 giờ 15 phút. Rồi, bây giờ cái việc đầu tiên nhất anh em sẽ làm gì? Anh em sẽ gia nhập giùm mình một cái clan. Mà cái clan của mình hiện tại là sẽ chờ chút xíu nha anh em. Chúng ta cần chờ chút xíu. Bên mình sẽ tạo clan. Bay qua đi anh em, bay qua đi nha. Rồi sau đó mình sẽ nhắn cái clan cho anh em để anh em join vào nha. Cứ bay qua giành cái vị trí trước đi anh em, giành slot trước đi nha. Ừ, có một số anh em báo là bị kẹt nhé anh em, nên là chúng ta sẽ vào lại. Rồi, ok, clan của chúng ta sẽ vào đó là L bự W nhỏ, L bự W nhỏ 23 nhé anh em. Rồi vào đi tham gia nhé. Rồi ok, thì anh em sẽ vào ngay clan của mình. G5 hiện tại là L W Trang nha. Rồi cái việc mà chúng ta bay qua Kingdom mới thì anh em có thể nói là chúng ta cần phải làm những công việc gì? Join vào clan. Cái thứ hai, chan lính. Ừ. Rồi thứ ba, chúng ta sẽ nhìn thấy, chúng ta sẽ có một cái khu vực, anh em nhìn thấy không? Mình sẽ có những khu vực màu xanh nè. Màu xanh bên đây là mình đang là khu vực được gọi là khu 4. Trong khoảng thời gian do thám thì anh em làm gì? Anh em nâng cấp cái nhà chính của chúng ta lên. Bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta nâng cấp nhà chính là được đó anh em. Rồi bằng cách gì? Nhận những nhiệm vụ này đi nha. Nhận những nhiệm vụ đi. Nhận hết cho mình nha. Nhận hết cho mình. Rồi mình sẽ lấy cái này, mình sẽ like cho anh em đến 1 giờ. Có thể nói đến 1 giờ mình sẽ offline nha. Offline. Anh em sẽ tập trung cho cái việc chúng ta chơi game nhiều hơn. Nhận nha anh em, nhận hết cho mình. Rồi, đá hay cái gì đó thì nhận hết cho mình luôn. Bữa mình mới mua con chuột rồi. Con chuột đó nó hơi cụ bắp quá nên mình vẫn xài là con chuột cũ, nó kêu tích 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 tích. Anh em xem video like anh em thông cảm nha. Anh em thấy không, ghét mình mới nhận đây là mình được bao nhiêu à? 1 triệu 2, 1 triệu 3, 1 triệu 4, 1 triệu rưỡi, 1 triệu 8, 1 triệu 9 rồi kìa. Anh em thấy không? Chúng ta tích tới mức độ đó nha anh em. Tại vì những cái thông tin này chúng ta không có, được gọi là không có bị mất. Ừ, còn một cái thông tin nữa mình chia sẻ cho anh em thì nó sẽ rất là hay. Anh em đợi mình xíu nha. Mình nhận xong này một cái. Còn 35, 36, 34 cái. Nó sẽ rất là hay khi anh em ngủ ở Kingdom mới nó mới xuất hiện nha. Ừ, Kingdom cũ cũng có nhưng mà nếu mà anh em bay trước thời hạn thì nó sẽ hay hơn. Rồi, ok, nhận xong nha anh em, nhận xong rồi đấy. Rồi, anh em nhìn thấy nè. Rồi, trong cái mục này chúng ta sẽ có những cái thông tin. Cái tiếp theo, Rise of Kingdom. Hiện tại chúng ta gần hết rồi. Bây giờ chúng ta bay qua Kingdom mới, chúng ta sẽ có thêm 7 ngày nữa. Những cái chúng ta đã làm rồi thì chúng ta sẽ không làm nữa, chúng ta sẽ làm tiếp những công việc khác. Nâng ho lên 16 để chúng ta nhận hết tất cả những vật phẩm này nha. Rồi chúng ta phải đợi sau khi kết thúc 7 ngày chúng ta mới được nhận on cái đồng xu. Rồi, sự kiện vinh quang chiến đấu cũng sẽ giữ cho mình lại nhưng hiện tại cái thời gian sẽ đếm tiếp tục chứ không có reset lại nha anh em. Rất là ngon, anh em nhìn thấy không? Nó rất là ngon là chỗ đó. Rồi, bây giờ mình sẽ nhận cái mục 350. Mình sẽ gắng làm sao mình búp lên 600k điểm nha anh em. 600k điểm nữa mình lấy cái mốc 600k. Chứ 1k, 1,5 thì chắc là không được rồi. Rồi, một số những cái thông tin khác. Anh em nhìn thấy không? Cúp, được gọi là cái cúp thế giới cuồng nhiệt thì chúng ta không có nhận lại. Thì sẽ tính tiếp tục thôi. Ngoài ra những cái vật phẩm khác, bài binh, bài trận đón địch thì là một trong những cái event rất là ngon nha anh em. Rồi, bây giờ chúng ta làm gì? Nâng cấp lên đi chứ. Tổng cộng mình tích được bao nhiêu? 33 get, 3 gỗ, bắp. Gỗ là 30,5, 3 triệu rưỡi rồi, đá luôn nha. Nâng lên. Ok, chúng ta cần phải đợi cái lượt hép xong, chúng ta hãy nâng lên nha anh em. Rồi, đợi mình do thám một cái khu này xong rồi cái mình sẽ binh cho anh em cái vị trí nha. Sẽ có G4 binh vị trí cho anh em để anh em hợp lại. Rồi, đây là cái vị trí mà chúng ta cần phải dò. Đó, cái hang nha, cái hang.
bấm vào chữ, được gọi là thám hiểm. Chúng ta dò cái hang đi cho nó nhanh. Rồi, bây giờ mình sẽ làm một số cái nhiệm vụ. Mình sẽ nâng cấp tất cả những cái nhà của mình đang dò qua. Ok, fan TikTok. Anh em nào mà ở khu vực bên phía khu 1 thì vẫn tạo team ở khu 1 nha. Thì chúng ta tạo những cái đợt Gali Loha. Rồi, anh em sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ có những cái sương mù. Chúng ta sẽ dò tiếp tục những cái sương mù này nha. Dò hết, full sương. Đợt này thì chúng ta phải full sương rồi đấy nha anh em. Rất là ok. Nghe cố gắng lên. Rồi, anh em nhìn thấy bây giờ mình có thể nói mình full cái hép 11 rồi. Bây giờ mình sẽ làm gì? Mình sẽ tiếp tục, mình sẽ nâng lên. Búp nha. Bây giờ mình bắt đầu mình búp rồi đó. Nè, búp nè. 30 40. Đó. Đến hơn 8 thì cái việc mà chúng ta cần phải nâng đó là chúng ta nâng cái gì? Trung tâm liên minh. Để chúng ta làm gì? Chúng ta có cái lực hép. Rồi. Tường. Đó, tường thì là nhà kết giao. Mở. Nâng lên. Búp cái con thợ hai lên nha anh em. Anh em nhìn thấy không? Nâng lên nha. Cái việc quan trọng nhất là chúng ta cần phải nâng cái nhà hép chúng ta lên. Anh em nhìn thấy không? Rất là nhanh. Kệ đi, chúng ta chịu tốn một số phí, nhưng mà bây giờ nó sẽ có lợi cho anh em là gì? Anh em sẽ được cái lực hép, mà mỗi cái lực hép thì anh em sẽ được rất nhiều điểm. Rồi, anh em nhìn thấy không? Tường thành 8. Nhà kết giao. Bây giờ xem thử coi cái nhà kia của mình nó ổn chưa. Rồi, một trong những cái mà chúng ta cần nữa là cái nhà trinh sát để cho di chuyển nhanh hơn. Lần lượt như thế nha. Bây giờ mỏ đá đã full 11 rồi thì chúng ta sẽ búp lên. Búp lên khi nào chúng ta hết AB, chúng ta hết cái ấy thì nghỉ. Rồi, ok, chúng ta sẽ nâng tiếp nhà kết giao. Nâng tiếp lên. Đó, anh em nhìn thấy không? Rồi, bây giờ chúng ta cũng có thể nâng được cái học viện nè. Học viện chúng ta có thể nâng được cái gì? Học viện cấp 9 thì chúng ta nâng tiếp tục nữa cũng được. Nhưng mà chúng ta cần đợi cái lượt hép xong cái nha anh em. Rồi, qua đây thì chúng ta, anh em nhìn thấy không? Chúng ta sẽ nâng lên, chúng ta sẽ nhận thêm được một số quà nữa. Rồi, xây nhà các kiểu thì cũng phải cần xây rồi. Cứ làm từ từ nhé anh em. Giai đoạn này là chúng ta không cần phải nhanh. 1, 30, 10 phút. Đó, rồi, xây tiếp nè. Xây cái mỏ gỗ. Xây tiếp nè. Cái này khỏi, cái này khỏi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xây cái nhà học viện nghiên cứu. Để chúng ta nâng lên T2. 50 phút. Đó, 6 phút. 5, 1, 1. Rồi, nâng tường thành lên. Ok, em nhìn thấy không? Giai đoạn đầu chúng ta sẽ nâng được rất nhiều thứ. Đó, bây giờ cái Rise of Kingdom nó đã cho chúng ta xuất hiện rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần làm những nhiệm vụ là xong. Chúng ta chỉ cần làm những nhiệm vụ, chúng ta búp lên tối đa đi nè. Búp lên tối đa. Nhớ là chúng ta búp lên tối đa để làm gì? Chúng ta sẽ lấy những cái điểm sức mạnh chúng ta để giúp cho Kala chúng ta vào top. Danh sách liên minh hiện tại là đang là top. Top 3. Những anh em như thế này sao? 310 mấy k. Có thể sẽ khác nha anh em. Bây giờ mình sẽ gán dương lên top 1 luôn, chứ không phải là top 3 nữa. Từ đây đến sáng để cố gắng lên nha anh em. Cố gắng lên. Rồi, on, chính. Anh em nhìn thấy không? Mình hép xong hết rồi. Hép xong hết rồi. Mình sẽ nâng này lên 2 tiếng. Mười, một. Rồi, thấy không? Chiêu mộ vì chiến tranh. Chiêu mộ T2 lên liền. Đó. T2, mình sẽ nâng một số cái. T2, bộ binh. Rồi T2, các kiểu. Đó, anh em nhìn thấy không? Rồi, tiếp tục khi mà mình đợi cái nhà kia xong thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ nâng cái tòa nhà của mình lên 3 tiếng. Cái này mình sẽ nâng lâu đài cũng được, nhưng mà lâu đài mình để sau đi anh em, lâu đài mình để sau đi nha. Rồi để đi sau đi. Giờ mình sẽ đợi cái tòa nhà thị chính mình xong. Rồi, một số anh em đã bắt đầu nạp rồi nè. Meo meo. Lễ đăng quang. Wow, ghê vậy, định lấy nhà qua sen này chứ đâu. Nạp lễ đăng quang là mình thấy là quá là ok rồi, có sự nghiên cứu. Anh em nhìn thấy không? Ok, nâng tòa nhà thị chính chúng ta lên. Full rồi, chúng ta cứ nâng lên. Nâng đi, chừng nào hết speed xong.
chúng ta bắt đầu, chúng ta Gali. Anh em nhìn thấy nó unlock lên này không? Tiếp tục rồi đó. Tiếp tục nâng giùm mình trung tâm liên minh nha. 4 tiếng đồng hồ à, không sao đâu. Rồi, tòa nhà cấp 10. Yêu cầu chúng ta phải có học viện cấp 9. Hiện tại học viện chúng ta đang nâng lên cấp 9 nè. Đang ở cấp 8, chúng ta chỉ cần nâng lên cái. Rồi, bây giờ là tường thành, nhà kết giao. Rồi, mỏ đá. Mỏ đá tiếp tục nâng lên nha, vậy thôi. Rồi, anh em nhận tiếp nha anh em, nhận tiếp giùm mình những cái này. Chắc chắn là mình sẽ làm hết cái tăng tốc của mình nha. Rồi, trong khoảng thời gian này đã đủ, nói chung là đã full cái lực hép rồi. Thì anh em bóp lên giùm mình đi. Không có gì phải ngần ngại nha, không có gì phải ngần ngại. Giai đoạn này là chúng ta cần phải bóp cái điểm sức mạnh chúng ta lên. Clan rất cần anh em, hỗ trợ việc đấy để chúng ta làm gì. Chúng ta sẽ giúp cho cái clan chúng ta sẽ nâng cao cái xếp hạng hơn. Rồi, được hép. Bây giờ trung tâm liên minh đã lên cấp 9. Đó, nâng lên nha. Bóp lên. Bóp lên giùm mình nha anh em. Bóp lên đi. Rồi, nâng cái học viện lên cấp 9. Rồi. Trong khoảng thời gian mà khi chúng ta nâng cái học viện thì chúng ta có thể do thám tiếp. Mà khi chúng ta do thám, chúng ta sẽ có những cái ngôi nhà quan. Thì những ngôi nhà quan này sẽ giúp cho chúng ta làm gì? Giúp cho chúng ta sẽ có những cái công nghệ về kinh tế. Nha anh em. Đó, anh em nhìn thấy không? Lưỡi cắt nè, đó, lưỡi hái nè. Rồi ok, chạy hang tiếp nha anh em, chạy hang tiếp nha. Chạy hang tiếp, đừng ngần ngại, chạy hang tiếp. Bật cái chế độ thám hiểm lên, nhìn cái hang trong nào, chạy tiếp giùm mình nha. Chạy nát bấy cái map giùm mình đi nha. Cái quan trọng là chạy nát hết cái bản đồ giùm mình. Để làm gì? Chúng ta nhận được những cái đường ray để chúng ta sẽ cho thám nó dễ hơn nha. Cái quan trọng là như thế. Rồi, bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ nâng tiếp nè. Anh em nhìn thấy, mát rồi. Công nghệ chứ gì đúng không? Công nghệ thì giờ mình để công nghệ chút xíu đi. Mình sẽ búp cái này lên. Mỏ đá nè, búp mỏ đá lên. 18, hai cái. Đó. Đây là những cái mà trong lúc mình ủ nha. Mình chưa có, mình không có mua gì cả. Lúc mình ủ mình mới được bấy nhiêu đó. Cứ làm tiếp những cái như thế này thì anh em sẽ được mạnh thôi. Nhận tiếp sự kiện không? Rise of Kingdom yêu cầu chúng ta phải có Hon 11 chúng ta mới được nhận. Rồi, bây giờ chỉ cần đợi hép thôi. Nè, nông trại này kia nọ các kiểu. Đó, 13 full. Rất là dễ. Những cái lực hép đầu tiên nó sẽ rất là dễ nè. 41, 10, 15, 10. Nâng lên. Đó, ok chưa? Nâng lên. Bệnh viện. Rồi, cái này để lại tại hiện tại là mình không có trồng cây nha. Rồi, anh em nhìn thấy chúng ta sẽ có những cái nâng cấp như thế này, nâng tiếp. Cái quan trọng hiện tại là chúng ta sẽ có cái trung tâm liên minh. Bao nhiêu? 120 mấy. Oh my god. Xa thế. Cái này mở xa quá, mình không có cái tele rồi. Khó quá. Rồi, do thám tiếp giùm mình những cái nhà nha. Khi mà anh em do thám những cái nhà, anh em sẽ nhận được những cái phần quà. Và với lại là anh em sẽ nhận được những cái công trình về kinh tế. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục làm gì anh em? Anh em nhìn thấy bây giờ được phép chúng ta full rồi. Tiếp tục nha, tiếp tục nâng cái tường thành lên. Nâng tường thành lên. 10. 1 phút. Rồi, chúng ta sẽ cần phải có học viện cấp 9 nữa. Nâng tiếp lên. 5. Ok, rồi, nâng lên nhé anh em, nâng lên. Đó, ok. Trong khoảng thời gian đó thì anh em nhìn thấy nè. Khi chúng ta nâng cấp cái nhà này lên thì chúng ta sẽ có thêm cái được gọi là cái phạm vi để chúng ta do thám. Cái này cũng để sao cũng được, không sao anh em. Nha, mình phải đợi. Mình phải đợi. Mình đợi được hép xong. Giai đoạn đầu game này là giai đoạn có thể nói là chúng ta sẽ hép rất là nhanh. Tòa nhà thị chính cấp 10 của mình đã hép rất là nhanh, 13 rồi. Rồi, bước tiếp thôi anh em. 18 giờ là. Đó, nên là một trong những cái mà mình chia sẻ với anh em là cái VIP anh em cần phải lên giùm mình để anh em lấy cái gì? Lấy 5% tốc độ xây nhà nha. Rồi, lên hon nha anh em. Cấp 10 nha. Liên minh nào vậy anh? LW23 em ơi, LW23 nha. Ok, thôi cho anh em lọc đi.
Lộc hồi rối quá, chút xíu mình sẽ can thiệp sau. Rồi, bây giờ mình đã búp xong cái tòa nhà thị chính, bây giờ mình chỉ cần bệnh viện cấp 10. Đó, nâng bệnh viện lên. Một đạo chúng ta sẽ nâng cái mỏ đá lên. Để chúng ta sẽ nâng tiếp cái tường thành nhé anh em. Rồi, ok, chúng ta sẽ phải ưu tiên như những người anh em ủ ạt nha. Ừ, đúng rồi, LV vô rồi. Viện 70k, 70k chắc phải để sau. Cho em vô còn anh với. Tàu hủ tên gì tàu hủ ơi? Ghép liên tục anh em ơi. Xong tóc đỏ. Đó, tiếp tục vườn chi tệ chợ phiên các kiểu. Đó, anh em nhìn thấy không? Mình sẽ nâng tiếp. Đó, rồi, nâng những cái công trình lên. Mỏ đá này. Rồi, mỏ vàng. Vung được lên nhà 17 không anh? Không em ơi, 17 xa lắm. Chợ phiên. Đó, rồi, vườn trí tuệ. Tại vườn trí tuệ anh em mua giùm mình 1k vàng thôi, nó sẽ tăng cho anh em lương thực 10% nữa nha. Rồi, xây dựng, không có. Nở tạm rồi. Cho anh một ít đi nè. Nghèo quá. Cho anh một ít đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nâng tiếp cái tường thành. Nhưng mà chúng ta quên, anh em nhìn thấy không? Quên nè. Nãy giờ chúng ta quên, trung tâm liên minh là một trong những cái chúng ta cần phải được gọi phải ưu tiên nha, phải ưu tiên mới được. Sao không dùng bản đồ anh? Hiện tại là không, anh không dùng tại vì cần dùng bản đồ để mai mốt đổi tăng tốc 5 phút. Đây. Giờ tiếp tục làm gì anh em? Tiếp tục nâng cấp các công trình lên nha. 2 tiếng. 2 tiếng thì kiếm cái nào à? Đây. 1 phút. 1 phút. Rồi, nâng tiếp lên. Ôi da, phải có chuồng ngựa nữa hả? Bệnh viện cấp 10 là phải có chuồng ngựa. Cho anh lính. Chuồng ngựa. Anh em thấy không? Khi mà anh em nâng cái trung tâm liên minh lên rồi thì nó sẽ rất là dễ. Tàu hủ. Rồi, tranh thủ cho anh nhé anh em. Tranh thủ cho anh. Trong những thời gian đó chúng ta có thể nhận quà. Thấy không? Hủ thôi mà qua đây chúng ta nhận quà như thế này mà anh em thấy ngon không? Quá tuyệt vời luôn. Giai đoạn đầu này, giai đoạn này nó hơi được gọi là chưa có sự sắp xếp nha, nên có gì anh em thông cảm. Rồi, ok, tiếp tục. 10 3. Anh em thấy không, mình không tích như thế này làm sao mình có thể chơi được. Thì mình phải tích thì mình mới có thể chơi được nha anh em. Như thế này là mình đã tích trong vòng 6 ngày, 7 ngày nha. Đó, anh em thấy mình chơi ít như thế. Còn nếu như anh em có thời gian thì anh em sẽ chơi hiệu quả hơn nữa. Vừa làm, vừa nhận. Anh em sẽ nhìn thấy mình sẽ có những cái móc để mình nhận quà. Đó. Rồi,
mình sẽ cần ép ép cho đủ cái 14 đủ rồi, mình sẽ bóp tiếp cái tòa nhà thị chính của mình lên, bóp lên 12, 3 lần 4 là 12, 2 phương 2 cái nữa. Đó, tòa nhà cấp 11, nhà kho. Rồi, nâng luôn cái trung tâm liên minh lên nhé anh em, 10 tiếng. Nhưng ngược lại chúng ta sẽ được rất nhiều thứ. Rất nhiều cái gì? Chúng ta sẽ được rất nhiều cái được hép nha. Ưu tiên cho cái trung tâm liên minh giùm mình nhé anh em. Sao ủ chơi lại hoài vậy bạn? Hiện tại mình chơi cùng với team, thấy team vui quá nên chơi tiếp với anh em. Thấy chưa? Ok, rất là mau, bóp liền 8 tiếng thôi mà. Đó, anh em nhìn thấy không? Ok, tiếp tục chúng ta làm gì? Nâng cấp nhà kho nha. Nâng cấp cái mỏ đá. Rồi, 3 tiếng. Rồi, tại đây thì chúng ta có thể bóp cái công nghệ lên cũng được. Anh em nhìn thấy không? Công nghệ của mình cũng khá là ổn đó anh em. Khá là nhiều, nhiều quà đó. Chừng bóng cái máy đây. Hai luôn, chơi vậy. Sau có sự kiện thì nâng lên, tăng tốc để sao đi một đống rồi. Đúng rồi Nancy Hồ, mình cũng để sao, tại hiện tại mình chỉ cần giai đoạn đầu mình vô top thôi. Sao cũng khá là tốn tăng tốc với mấy cái nhỏ nhỏ. Biết đủ hay không, mình chuẩn bị hết tăng tốc rồi. Cứ 5-4-3 kiểu này hết mau quá. Nãy giờ ngủ quên tí là khỏi bay luôn rồi. Ok, vô bay đi em, vô bay đi. Nãy giờ là anh em kẹt xô nhiều dữ lắm rồi. Giờ gắng cố gắng bay nha. Rồi, gắng cố gắng lên anh em. Nói chung là chúng ta nâng được bao nhiêu thì chúng ta đỡ bấy nhiêu nha. Một giờ mấy rồi, khuya quá rồi. Quá khuya luôn. Mới có 10 phút mà hai ông lên 1 triệu phao rồi kìa anh. Ừ, anh thấy rồi. Ghê thiệt chứ. 23VR TVW1. Trời ơi, nhìn kìa. Có 900 mấy nữa. Hiện tại là mình đang hạng 43. Đang búp lên nhé anh em. Mà có thể nói là anh em nên như thế thì căng. Ghê quá. Mình sẽ hơi cùi. 52. Lúc gì đâu mà căng quá vậy. 11. Đó vậy.
cực dao. 12, 13, trưởng thành. Oh my god, nhiều quá. Hạng đấy mình nhận được gì không anh? Không em, nó chỉ là xếp hạng thôi, nó chỉ là xếp hạng bình thường thôi nha. Full, nói chung mà mới bỏ vô là đủ full. Giữ thần thật chứ. 10 tiếng, 3, 4, 5, 15 phút. Tường thành 19 tiếng, oh my god. Wow. Ông bung lên lấy tới 3 cho mùa đông đó lạnh. Không biết nổ hay không anh em, nhà 16 không biết nổ hay không nữa. Có vẻ hơi cực á. Búp như thế này để cho anh em có động lực. Này, tiếp tục. Nhà 13 nha. U hành gà mà bị hành lại thì hơi bị to. F2B mà. Mở. Chị về. Ok. Anh không lần biết 6 lấy nha. Hiện tại là chưa đủ em ơi, chưa đủ nữa. Chứ cũng muốn lấy cho lắm mà chưa đủ em ơi. Lúc hết vẫn chưa đủ. Thiếu. Thiếu 5k nè, 4k4 à. Buồn quá. 5% xây dựng, ừ, ok, cảm ơn Dũng Phạm. Hiện tại là anh đang thiếu, anh đang đợi làm một số nhiệm vụ để anh lấy nè. Cấp 10. Ok, chắc anh phải nâng học viện lên cấp 10 mới được. Phải chi một mớ tăng tốc vô đó nữa. Để lấy được 5%. Full. 10 tiếng. Ok, anh sẽ unlock cái thực liễn kim. Ok. Tiếp tục. Sao rồi? Đủ hết chưa? Đủ rồi thì nâng. Ok, đánh xem coi kiếm cái nào đấy nha. Lấy game. Ok, chính xác, ngon. 5k rồi, 5k1 rồi. 5k. Thiếu nhiêu đây? Vừa đủ luôn. 200 nữa. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn anh em đã nhắc. Đợi bóng tiền anh xem luôn. Ok, cảm ơn Dũng Phạm nha. Cảm ơn em. Ok, quyết 6 rồi. Trời, nãy giờ cũng tính toán nè, cứ nâng lên.
làm thêm được 5% nữa. Quá ngon. Cảm ơn em rất nhiều. Nãy giờ uống hết 5% nha anh em. Rồi 13. Rồi chắc 14 gãy quá. Thấy không anh em, thấy không? Chẳng phiền. Để coi coi tiếp cái gì nữa đây. Trung tâm liên minh 13. Tiền cấp 11. Viết lắc này, tốc độ nghiên cứu. Xài cái viết lắc này trước cái nha anh em. Nâng cái viết lắc này trước, học viện nghiên cứu. Cái đó để chúng ta lấy thêm nghiên cứu thêm một mớ phần trăm nữa. Không thôi là lẩu nữa. Đặt tiếp. Em thiếu 200 cái whip cây. Nâng tiếp em, nâng tiếp, nâng tiếp. Những cái mục nâng tiếp là em sẽ được điểm nè. Em sẽ được cái whip. Thấy không? Nè, những tiếp. Không đủ luôn hả? Anh thấy lên nhà cấp 12 là sẽ có được thêm một mớ game nữa nè. Khá toàn ạ. Nâng nhà đi. Tiếp luôn. Ôi, 11 luôn hả? 11 thôi để qua một bên. Oh my god. Ghê nhờ. Trung tâm liên minh hiện tại là đủ rồi. Nâng trung tâm liên minh lên. Ok. Chợ phiên thì phải có đá nha em. Có mỏ vàng. Nâng mỏ vàng lên. Chắc cũng được 15. Anh nghĩ chắc sợ không được 15 mà chắc cả 14 dữ lắm rồi. Trong những cái mình chờ 13. Em còn 20 cái tăng tốc bây giờ. Ok, mà tới chưa? 29 giây nữa thu quân về, quay quanh bển thôi. Đừng tới nhà rồi. Mình cứ quên hoài. Tới nhà chưa? Đúng rồi, ít nhất phải tới nhà vậy chứ. Sau đó rồi đi tiếp. Đấy, mình quên anh em, quên. Gì? Kiếm lỗ luôn. Di chuyển. Real barbarian. Warrior, đúng you nhiều. Will not best me. Shoot arrow, hit arrow. Ok, đánh ca. Nhưng mình giao đi một số con mới được. Thôi, ba đạo thôi anh em. Mà lão thôi. Cho nó dễ. Minh tử, quốc chi đa sự, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không trà.
Rồi, tài nguyên, thám hiểm. Kiếm một cái gì đó ở gần gần để chúng ta do thám nha. Đúng rồi vậy. Ly nhiều quá tải. Ok, cảm ơn IC. Rồi, tiếp tục nâng tiếp anh em. Trong những người nhiều, nhưng mình nâng pháo đài lên cái nữa là sẽ anh em cho được nhiều lắm. Clan phân việc bạn đấy, mình sẽ nâng cái pháo đài lên đây cho anh em, anh em cho được nhiều hơn nữa. No name. 2014 đợi ủ vé bay được không anh? Đợi đủ vé bay. Được, cứ bay về đi em. Cứ bay về nha. Nếu như anh em thích video, anh em vui lòng tặng mình một like hoặc một subscribe để khích lệ tinh thần phát triển kênh nhé anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.